Kính chào quý bạn chị em. Cảm tạ Chúa, tôi lại được có cơ hội được chia sẻ lời Chúa vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì mà anh chị em là trong suốt cái chiều dài lịch sử của loài người đó, lúc nào thì người ta cũng đặt một cái câu hỏi là mình sống ở trên đời này để làm gì? Thì có những người họ vô thần, họ không tin có một thần thánh nào cả, thì họ nói là sống ở trên đời này để mà tiến hóa. Tức là cứ theo một cái chu kỳ là sanh lão bệnh tử, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ kia để tiến hóa. Thì tôi nghĩ rằng chắc họ tin là mình tiến hóa cỡ thêm một vài triệu năm nữa mình thành một cái con gì khác nữa. Thì và những với những cái người thì họ không phải là vô thần, thì họ theo một những cái chủ nghĩa khác, thì họ lại nghĩ rằng cuộc đời này sống chỉ để vui vẻ hạnh phúc, làm cái gì mình thích là được rồi. Có những người thì họ lại nghĩ là mình sống ở trên đời này mình tìm xem là mình có cái khả năng gì đó mình đóng góp cho xã hội để xã hội này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Thì tất cả những cái điều này không có gì là xấu cả. Thì quý bạn chị em ơi, mỗi người mình tự nghĩ xem là trả thử trả lời câu hỏi đó là mình sống ở trên đời này để làm gì. Thì tất cả những câu hỏi, câu trả lời như là sống để tiến hóa hay để vui thỏa, hưởng thụ cuộc sống, hay là để mà giúp đỡ cho xã hội này trở thành một điều tốt hơn, thì không có gì là xấu cả, nhưng mà nó có vẻ gói gọn trong cuộc đời này quá. Và trong chúng ta là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta có một cái niềm hy vọng vào cuộc sống đời đời, thì cái câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi này cũng phải khác, và nó cũng phải hơn cả của cuộc đời này. Và đó là mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi anh chị em một cái từ bài, một sứ điệp mà tôi đặt tên là mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có thể học được từ cái ông Phaolô trong cái thư tín mà ông viết trong Philip từ đoạn 3, từ câu 4 tới câu 11, và chúng ta cũng sẽ nhận được câu trả lời ít nhất là của ông cho cái câu trả lời này, và chúng ta cũng có thể bắt chước theo ông về điều đó. Tôi xin đọc lời Chúa trong Philip đoạn 3 từ câu 4 tới câu 11. Nếu ai nghĩ rằng mình có lý do để cậy vào xác thịt, tôi có lý do nhiều hơn. Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ 8, thuộc chủng tộc Israel, chi tộc Benjamin, là một người Hebrew, con của một người Hebrew. Về phương diện luật pháp, tôi là một người Pharisee. Về lòng nhiệt thành, tôi là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn đối với sự công chính theo luật pháp, tôi được xem như không gì có thể chê trách được. Nhưng những điều có lợi cho tôi vì cớ Đấng Christ, tôi xem như lỗ lã. Không những thế, tôi cũng xem mọi sự như lỗ lã, vì đối với tôi được biết Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của tôi, là điều cao quý vô vàn. Vì cớ Ngài, tôi chịu mất tất cả. Tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được Đấng Christ và được tìm thấy ở trong Ngài. Không nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, tức sự công chính đến từ Đức Chúa Trời đặt trên nền tảng đức tin. Để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con, Chúa ơi, giờ này con mời Thánh Linh của Ngài hiện diện đầy dẫy trong căn phòng này. Xin Chúa giữ gìn môi miệng của con để cho con được nói đúng những lời mà Chúa cho phép con nói, cũng như là Chúa mở lòng của những người nghe để lời của Ngài đi vào trong tấm lòng của họ để biến đổi đời sống của từng mỗi chúng con, cho chúng con tìm được mục đích sống trên cuộc đời của con là gì, và chúng con tìm làm theo điều đó để chúng con đạt được. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa hãy ở cùng hướng dẫn chúng con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Chúa, con xin hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cái thư tín, đây là một cái đoạn trong thư tín của ông sứ đồ Phaolô viết cho những tín hữu tại Philippe là vào khoảng năm 62. Thì hội thánh tại Philippe là hội thánh đầu tiên ở châu Âu mà ông Phaolô ổng lập ra trong chương trình giáo thứ nhì của ông.
Đây là một cái nơi mà ông gặp rất là nhiều sự chống đối, ông bị đánh đập, bị bỏ tù, rồi bị bắt bớ, bị đủ thứ việc hết. Nhưng cũng tại hội thánh Philippe này là cái hội thánh mà rất là nhiều kết quả. Họ là những người rất là yêu mến Chúa và họ giúp đỡ ông về tài chánh trong chương trình giáo thứ ba của ông. Và khi mà ông bị vào tù thì họ gửi người tới thăm nuôi ông, mọi thứ rất là tốt. Thì ông viết cái thư này để ông động viên khích lệ cho họ để tìm vinh hiển ở trong Chúa và đừng có nương cậy nơi xác thịt của mình. Thì trong cuộc sống của chúng ta đó thì ngày xưa đó tôi nhớ những cô còn trẻ là lúc nào kiếm chồng cũng phải là đẹp trai nè, con nhà giàu, học giỏi phải đúng không quý anh chị em? Và bây giờ đó thì trong xã hội Việt Nam còn có thêm cái nữa là con không cháu cha nữa. Này nó không có, cho nó không có to nhưng mà dù của nó to. Thì hoặc là gia đình thì thông gia thì cũng phải là môn đăng hộ đối. Thì tất cả mọi mọi thứ mà mình nhìn là theo những cái điều gì cho trong cái xác thịt của mình. Và tất cả đều nhắm vào điều đó cả. Thì đó là con người của chúng ta. Và hơn ngày nay cũng như 2000 năm trước cũng không có gì thay đổi. Cái thời của ông Phaolô thì người ta cũng nhìn vào những cái gia thế, nhìn vào những cái điều gì của con người đó, học vấn mọi thứ để mà họ có thể là lên mình kiêu ngạo. Thì ông Phaolô ngày xưa ông cũng vậy. Nhưng mà ngày nay khi ông biết được Chúa rồi thì ông viết lá thư và ông khuyên rằng là nếu ai nghĩ mình có lý do để cậy vào xác thịt, tôi có lý do nhiều hơn. Và ông đưa 7 cái lý do trong cái đoạn này để ông nói rằng tôi có thể dựa vào bất cứ điều nào trong điều này để tôi lên mình, tôi kêu ngạo lên, tôi là chê bai những người khác và tôi coi mình hơn họ. Thì 7 điều của ông là ông nói tôi chịu cắt bì vào ngày thứ 8. Cái câu chịu cắt bì vào ngày thứ 8 này đó là theo như người Do Thái đó, khi mà một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra trong gia đình của một người đã theo đạo Do Thái giáo thì tới ngày thứ 8 là phải đi cắt bì đứa con trai. Thì ở đây ông nói rằng tôi cắt bì vào ngày thứ 8 để ông nói rằng tôi là sinh ra đã là người ở trong đạo rồi. Nói theo tiếng nôm na của mình là tôi đạo dòng đó. Tôi là ông nội của tôi là người đầu tiên tin lành của Việt Nam đó. Này kia kể ra đủ thứ hết, còn tôi bây giờ lòng dòng không à. Thì thành ra đó là cái điều đó ông nói là tôi cắt bì vào ngày thứ 8. Và ông nói là tôi thuộc chủng tộc Israel là điều thứ hai, là dòng dân tuyển chọn của Chúa đó, Israel. Và trong Israel đó là có 12 chi phái. Và ông nói rằng tôi thuộc chi tộc Benjamin. Chi tộc Benjamin là một chi tộc là con của bà Rachel, là người vợ rất là được sủng ái của ông Jacob. Và chi tộc Benjamin cũng là một cái chi tộc mà vị vua đầu tiên của Do Thái là ông vua Saul cũng ra từ đây. Thành ra những người thuộc chi phái Benjamin đó, họ coi họ được đặc biệt hơn cả 11 chi phái còn lại nữa. Và ông nói là một người Hebrew, con của một người Hebrew. Tức là ở đây ông nói rằng mẹ của ông cũng là Hebrew, ba ông cũng là Hebrew. Và mặc dù ông ở Tạc Sơ, tức là một cái xứ thuộc địa của người La Mã thời bấy giờ, nhưng mà ông giữ được cái tiếng Hebrew của ông. Cái thời đó đó tiếng Hy Lạp chính là cái tiếng chính của người Do Thái nguyên cái vùng đó thời bấy giờ. Tại vì vua Alexander Đại Đế ông chiếm hết nguyên vùng đó và cái tiếng Hy Lạp trở thành cái tiếng chính. Còn hoặc là tiếng Aramaic là tiếng của xứ Syria thì cũng là cái tiếng phổ biến thứ nhì. Còn tiếng Hebrew gần như không còn ai nói nữa. Thành ra khi mà ông nói được tôi là người Hebrew, con của người Hebrew, và ông nói được tiếng Hebrew nữa, tức là ông có một cái đặc biệt hơn nữa. Và ông nói về phương diện luật pháp, tôi là người Pharisee. Pharisee là một cái người mà rất là giỏi về kinh luật. Và họ là những người giải kinh và dạy đạo cho những người khác. Thành ra ông nói là ông là người Pharisee nữa. Và về lòng nhiệt thành, tôi là kẻ bắt bớ hội thánh. Thì quý vị anh chị em cũng đã biết rồi, ông này trước ông rất là nóng cháy cho đạo Do Thái giáo của ông. Và khi mà ông thấy những người theo Chúa Giê-xu đi ra đó, thì ông xin những cái trác của tòa để ông đi bắt những người này về.
Tại ông nói đây là những người thuộc loại là mà mình gọi bây giờ là tà giáo đó, là bắt về. Thì ông là một người có rất có quyền ở thời đó, và ông cũng rất là nhiệt thành. Ông nói còn đối với sự công chính theo luật pháp, tôi được xem là không có gì có thể che chấp được. Ông sống một đời sống đúng như theo luật pháp đòi hỏi, và ông không có cái gì mà ai có thể bắt bẻ ông được. Thì đây là 7 điều mà ông nói là tôi có thể dựa vào để mà tôi cho rằng mình hơn những người khác. Nhưng mà ông kết luận là nhưng những điều có lợi cho tôi vì cớ đến Christ tôi xem như là lỗ lã. Thì ông nói tất cả những điều đó ông không còn coi nó là quan trọng nữa. Và ông nói không những thế, tôi cũng xem mọi sự như là lỗ lã, vì đối với tôi được biết Chúa Giêsu Christ của Chúa của tôi là điều cao quý vô vàn. Là ông nói không chỉ là ông chỉ xem mà thôi, nhưng mà thực sự cuộc đời của ông, nếu mà nhìn qua đó, ông cũng phải chịu rất là nhiều sự gian khổ cho Chúa. Nếu mà mình đọc Kinh Thánh những cái về ông đó, thì mình sẽ thấy là ông bị đánh đập, bị bỏ tù, bị đắm tàu, bị đủ thứ việc hết. Và có lần ông bị ném đá, tuyển chết nữa. Tất cả là vì danh của Chúa Giêsu cả. Và ông nói rằng ông xem tất cả mọi thứ đó như đồ bỏ để mà ông được biết Đức Chúa Giêsu Christ. Và ông nói rằng Chúa của tôi. Ngày trước ông là người đi bắt bớ người khác, nhưng giờ đây ông đã biết Chúa một cách cá nhân, và ông nói rằng Chúa của tôi là một điều cao quý vô vàn. Thì khi mà tôi đọc tới đây thì tôi nói rằng biết bao nhiêu điều tuyệt vời ông có thể dùng để ông hưởng thụ cho cuộc đời của ông. Ông là người được có danh vọng là học trò của ông thầy Gamaliel rất là nổi tiếng. Ông có thể dùng tất cả những điều đó để ông sống một đời sống được người khác kính cẩn, là chào thầy, chào mục sư, chào đủ mọi thứ đó. Thì nhưng ông có thể dùng cái đó. Nhưng mà ông lại bỏ hết tất cả để ông bước vào một cái con đường là bị người khác bắt bớ, bị đánh đập. Từ một người đi có trác để đi bắt những người khác, bây giờ ông lại bị người khác bắt, phải trốn chui, trốn nhủi, và có một cái giai đoạn mà ông phải được người ta bỏ vào một cái thúng, thả xuống ngoài thành để ông có thể trốn đi, bởi vì họ bắt để họ tìm ông để họ giết. Thì một con người có một sự thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy, từ một con người đang là bắt bớ trở thành bị bắt bớ. Thì khi tôi đọc tới đây thì tôi mới hỏi rằng vì sao ông có thể làm được điều đó. Ông nói rằng vì cớ ngài tôi chịu mất tất cả, tôi xem mọi sự như là rác rến để tôi có thể được đấng Christ. Ở đây cái chữ mọi sự như là rác rến đó, mình dịch cho nó nghe nó sạch sẽ vì viết trong Kinh Thánh. Nhưng mà nếu mình tra đúng cái từ của người Do Thái đó, cái chữ này là phân. Tôi xem tất cả những cái điều, 7 cái điều này của tôi giống như phân vậy đó. Bỏ đi. Để mà tôi chỉ được biết đến Christ thôi. Được biết Chúa Giêsu Christ. Thì tôi đọc tới đây tôi ngừng lại. Chúa bảo tôi cứ ngừng lại và tôi không đi được. Bởi vì tôi không hiểu được là cái sự biết đến Christ này của ông nó biết như thế nào mà ông có thể ông sẵn sàng ông hy sinh một cái điều mà quá lớn đến như vậy. Thì tôi tìm vào trong cái lời của trong chữ của tiếng Hy Lạp đó, thì cái chữ biết ở đây ông nói đó, nó có chữ là nosseos. Nosseos ở đây là mình hiểu biết một cách thân mật qua kinh nghiệm, chứ không phải biết ở trên đầu mà thôi. Khi mà mình nói mình biết một người nào đó, có thể mình đọc, mình nói tôi biết ông diễn viên đó, ông Tom Cruise hay gì đó, thì mình biết về ổng là ổng có bao nhiêu vợ hay là con cái như thế nào, ổng làm như thế nào, mình có thể biết hết. Nhưng mà ổng thì chả biết gì mình cả. Biết ở đây là cái biết một cách thân mật mà người mình biết họ, họ biết mình. Và mình biết một cách sâu nhiệm, biết rõ ràng như vợ biết chồng, chồng biết vợ. Thì ở đây ông nói là ông bỏ hết tất cả để ông được biết Chúa. Thì khi mà tôi hiểu được là cái chữ biết của ông này không phải biết chỉ bằng lý trí, mà biết bằng kinh nghiệm, hiểu được rõ ràng, thì tôi đặt một cái câu hỏi là khi mình biết Chúa đến như vậy thì mình sẽ biết được cái điều gì ở Chúa. Thì lời Chúa trong Văn Nhất đoạn 4 câu 7 và 8 có viết rằng anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Thì cái chữ biết ở đây
cũng giống cái chữ biết kia, là biết một cách thân mật, chứ không phải biết ở trên đầu óc mà thôi. Thành ra ở đây ông nói rằng nếu người nào thực sự có kinh nghiệm riêng tư với Chúa, khi mà biết Ngài thì sẽ chiêm nghiệm được tình yêu của Chúa. Và trong con người của chúng ta đó, thì cái đối với loài người chúng ta, cái tình yêu mẫu tử của mẹ với con là cao nhất. Mình không thể nào mình có thể diễn tả được cái tình yêu của Chúa mà hoàn toàn như là giữa Chúa với chúng ta là một tình yêu vô điều kiện. Nhưng chúng ta có thể dùng tình mẫu tử để chúng ta diễn tả được cái tình yêu này. Thì tôi đọc được cái mẫu chuyện mà làm cho tôi có một sự xúc động rất là lớn. Đó là tôi đọc được mẫu chuyện là ngày xưa có một anh chàng này, khi mà anh lớn lên mà đúng mà anh biết được, nhận thức được đó, thì anh thấy mẹ của mình bị chột một con mắt. Mà mẹ của anh rất là thương anh, mỗi lần mà anh đi học đó là bà đến trường bà cứ đem đồ ăn tới cho anh. Nhưng mà anh lại rất ghét điều đó. Anh bực bội khi mà mẹ mình đến trường là bởi vì anh mắc cỡ với bạn bè mình. Bởi vì anh bị bạn bè chọc là thằng này nó có bà mẹ chột. Và anh mắc cỡ, anh không có muốn thấy mẹ mình đến cái trường của mình gì cả. Và khi mà anh lớn lên, anh đi học đại học và anh ra trường, anh đi làm, anh lấy vợ thì anh ở xa, một cái thành phố xa luôn. Anh không có liên lạc mẹ của anh nữa, không có về thăm. Anh lấy vợ, anh có con. Và anh giấu luôn cái thân thế của mẹ của anh với lại người vợ. Chỉ tới đến một lúc mà một ngày nọ thì mấy đứa con chạy vào. Bà chạy vào nói, bố ơi, có một cái bà chột nào đứng ngoài trước bà kiếm bố. Thì thế ra bà mẹ bà nghe anh được ở đâu đó, bà khăn gói, quả mướp, bà đi lên thành phố bà thăm anh. Thì anh đi ra anh gặp bà mẹ của mình và anh hốt hoảng, anh hét lên, anh nói, tại sao bà đến đây? Tại sao bà dám đến đây? Bà đến đây bà làm con tôi nó sợ, mẹ, vợ tôi nó sợ, bà đi về đi. À, thì bà mẹ bà rất là buồn, bà khóc lóc, bà đi về. Bà đi về quê thì bẵng đi một thời gian thì anh nhận được một lá thư của những bạn bè là mời anh về dưới quê để mà giống như là học lớp. Thì anh cũng nói dối với vợ mình là anh đi công tác gì đó, anh đi về. Anh đi về anh học lớp xong thì anh cũng ghé thăm mẹ của mình. Thì mẹ của anh không còn nữa. Và có một người để lại đưa cho anh một cái thư của mẹ của anh. Thì anh mở ra anh đọc. Thì trong thư bà viết rằng, con à, mẹ biết rằng khi mà con nhận cái lá thư này thì mẹ không còn nữa. Và mẹ cũng muốn nói cho con biết rằng mẹ rất là vui sướng bởi vì mẹ thấy con được thành đạt có gia đình như thế này. Và mẹ cũng xin lỗi con là mẹ đã đường đột lên thăm con làm cho con nó sợ, vợ con sợ. Nhưng mà mẹ cũng muốn nói cho con biết rằng hồi nhỏ con 2-3 tuổi con chơi con tinh nghịch, con làm hỏng con mắt của con. Mẹ là một người mẹ, mẹ rất là thương con. Mẹ không, con còn cả một cuộc đời tương lai phía trước. Và mẹ không muốn con lớn là một người chột mắt. Nên mẹ đã cho cái võng mạc của mẹ cho con, để mà con có đầy đủ 2 con mắt. Thì bây giờ con thành công như vậy mẹ rất là mừng. Thì anh chàng này anh đọc tới đây thì anh đổ gục xuống, anh khóc. Anh khóc như anh chưa từng được khóc, là bởi vì anh cảm nhận được cái tình yêu của mẹ của mình quá lớn trên cuộc đời của anh. Đúng ra anh mới là người bị chột chứ không phải mẹ của anh. Nhưng mà mẹ của anh quá yêu thương anh mà cho anh con mắt đó để mà anh được lành lặn. Thì tôi đọc cái chuyện này, Chúa đưa tôi đến đây và tôi đọc đây thì tôi cũng ngừng lại và tôi khóc như anh này vậy. Bởi vì tôi nhìn thấy được hình ảnh của người mẹ này chính là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Và tôi chính là chàng trai này. Cuộc đời của tôi quá nhiều tội lỗi. Và đúng ra tôi phải là người bị treo trên thập tự giá bởi vì những tội lỗi của mình. Nhưng Chúa đã quá yêu thương tôi và Chúa đã treo trên thập tự giá thay cho tôi, để cho tôi được sự sống đời đời. Và tôi cảm nhận, khi mà tôi đọc tới cái chuyện này, tôi cảm nhận một cái tình yêu mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Quá tuyệt vời. Tình yêu mà phải nói là Chúa chết cho chính chúng ta, đời sống của chúng ta, cho tội lỗi của chúng ta. Và nếu mà mình giả sử, nếu mà anh chàng này đó mà mẹ ảnh không có chết,
mà mẹ ảnh chỉ đi đâu xa thôi, mẹ ảnh dặn là bây giờ con hãy viết thư cho mẹ, hay là con đến đây con gọi phone cho mẹ. Tôi dám chắc với ông bà anh chị em là anh chàng này leo đồi lội suối gì anh cũng sẽ làm, kiếm thăm, gọi cho mẹ mình cho được. Và nếu mẹ anh còn ở đây, anh chắc chắn sẽ đem mẹ anh về để anh chăm lo, và cho dù vợ anh có biết, có không muốn đi nữa, anh vẫn sẽ làm. Bởi vì bây giờ anh cảm nhận được tình yêu quá lớn mà mẹ anh dành cho anh. Thì chính chúng ta cũng vậy, quyển Kinh Thánh chính là những cái thư mà Chúa để lại cho chúng ta. Ngài đã thăng thiên và không còn ở với chúng ta trong xác thịt nữa, nhưng lời của Ngài vẫn còn ở chúng ta. Và tôi chắc chắn là khi mà quý ông bà anh chị em cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho mình, thì quyển Kinh Thánh mà bao nhiêu năm quý ông bà anh chị em đọc chưa hết, chắc chắn sẽ đọc hết. Và nếu mà mình biết rằng Chúa muốn mình dành thời gian cho Chúa để mà tìm kiếm Ngài, tìm biết Ngài, như là ông Phaolô ông nói tôi muốn biết được, biết như vậy đó. Nếu mà mình biết rằng Chúa muốn mình tìm biết Chúa giống như vậy, chắc chắn mình sẽ dành thời gian. Chắc chắn mình dù cho bận biểu như thế nào, mình cũng sẽ dành thời gian cho Chúa. Bởi vì mình đã cảm nhận cái tình yêu đó. Nhưng mà vì sao mình cảm thấy là mình đọc Kinh Thánh sao khó khăn quá? Hay là biểu thức dậy sớm mà cầu nguyện với Chúa sao mà nó khó quá? Dạy đi làm overtime ta trả tiền thì dạy được, nhưng mà dạy mà cầu nguyện Chúa sao mà khó. Nhưng mà bởi vì mình thật sự chưa chiêm nghiệm được tình yêu của Chúa như thế nào. Khi mà mình chiêm nghiệm qua được rồi, mình sẽ biết được là cái tình yêu đó ra sao, và mình càng muốn thêm, và mình càng muốn gần Chúa nhiều hơn. Và ông mục sư Samuel Rutherford, ông viết một cái câu này mà tôi đọc mà tôi cảm nhận được rất là tuyệt vời. Ông nói rằng, ôi Chúa Giêsu ơi, nếu con có thể ở trên thiên đàng mà không có Ngài, thì thiên đàng đó sẽ là địa ngục. Và nếu con có thể xuống địa ngục mà có Ngài, thì đó sẽ là thiên đàng đối với con. Vì Chúa chính là tất cả thiên đàng mà con muốn có. Ở đây ông là một người mà ông chiêm nghiệm được cái mật thiết với lại Chúa đến nỗi mà ông có thể thốt lên một cái lời tuyệt vời như thế này. Ông không cần biết đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục. Ông chỉ cần biết nơi nào có Chúa Giêsu là nơi đó là thiên đàng đối với ông. Còn nơi nào không có Chúa là nơi đó là địa ngục. Không cần biết ở đó ở trên hay dưới. Nếu mà dưới địa ngục mà Chúa ở dưới thì ông cũng sẵn sàng đi với Chúa. Đó là một cái điều mà một cái người biết được Chúa một cách rất là rõ ràng, tuyệt vời. Và thành ra đó là cái mục đích đầu tiên của ông Phaolô. Ông nói là ông được biết Chúa. Mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta, cái điều đầu tiên là biết Chúa một cách thân mật. Và cái điều thứ hai thì ông cũng viết ngay trong câu số 9. Ông nói là tôi xem mọi sự như là rác rến để có thể được Đấng Christ và được tìm thấy ở trong Ngài. Không nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, tức sự công chính đến từ Đức Chúa Trời đặt trên nền tảng đức tin. Và nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong cái bản 1925 đó, hay là bản 2010 đó, thì cái chỗ này họ không có dịch là được tìm thấy ở trong Ngài, mà họ dịch là được ở trong Ngài. Thì cái bản 2011 thì dịch là được tìm thấy ở trong Ngài. Nhưng mà khi tôi đọc tới đây đó, thì cái chữ tìm thấy trong Ngài, tôi nhìn thấy một cái hình ảnh nó khác hơn cái chữ mà được ở trong Ngài. Cái được ở trong Ngài đó, mình có thể mình nói rằng, ồ tôi đến nhà thờ, tôi nghe thờ phượng, tôi thờ phượng Chúa và tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở đây và tôi đang ở trong Chúa. Thì cái chữ đó nó cho cái nghĩa đó. Nhưng mà cái chữ được tìm thấy ở trong Ngài này đó, nó khác hơn một chút. Và tôi đi ngược lại từ Hy Lạp để tôi coi thử là ở đây ông đang nói về cái từ nào. Liệu cái từ cái bản dịch 2010 hay là 2011 hay 1925 là đúng. Thì cái chữ mà trong tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp thì cái chữ này gọi là Huretto. Huretto này nó là một cái từ bị động và giả định trong tương lai chứ không phải hiện tại. Và nói rằng be found, thực sự là được tìm thấy trong Ngài. Thì cái chữ tìm thấy này nó khác cái chữ ở trong Ngài ở cái chỗ là như thế này. Là cái chữ ở trong Ngài có thể mình tưởng tượng là ngay bây giờ thời điểm này. Nhưng cái chữ tìm thấy ở trong Ngài nó chỉ về tương lai. Và nó khi mà tôi đọc tới đây nó vẽ cho tôi một cái hình ảnh là
trong cái ngày mà phán xét của Chúa, ngày cuối cùng đó, thì một hai Chúa sẽ chia ra hai bên. Một bên là biết Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa thì qua một bên. Và một bên là không biết Chúa thì đứng qua một bên. Và chúng ta biết là bên nào sẽ đi về đâu rồi. Thì cái hình ảnh mà be found in him nó giống như cho tôi thấy là tất cả mọi người đều xếp hàng để chờ tới cái phiên của mình. Thì một người đứng nhìn qua bên của, đứng với Chúa Giê-xu và họ nói: à, tôi tìm thấy được anh Hoàng đứng bên đó, hay là chị Tâm đứng bên đó, hay là John đứng bên đó. Đó là cái chữ tìm thấy mà tôi thấy ở đây. Tức là ông nói rằng ông sống để là ông biết Chúa và để ông được tìm thấy ở trong Chúa. Tức là người khác sau này, ngày sau cuối nhìn và tìm thấy được ông ở với Chúa. Chứ không phải là ở trong Chúa là ngay bây giờ ở đây. Thì cái sự khác biệt là như thế nào? Khi mà chúng ta đó, bằng cái sức của mình, nếu mà mình chạy, thì mình chạy giỏi lắm là được 6 mai, 10 mai gì một giờ mà bằng cái sức của mình. Nhưng mà mới ngồi ở bên trong một chiếc xe, mình có thể chạy được 60 mai, 80 mai, rất là nhanh. Thì hoặc là nếu mà mình ngồi trong một cái chiếc máy bay, mình có thể bay được 500 mai, 600 mai. Khi mà mình ở trong đâu đó, thì mình sẽ có những cái tính chất của cái nhóm đó. Mình ở trong một cái nhóm nào, mình có tính chất của nhóm đó. Và nếu mà mình bằng sức riêng của mình không thể nào bước vào trong thiên đàng vinh hiển, thánh khiết được. Nhưng nếu mình ở trong Chúa Giê-xu thì mình sẽ bước vào trong đó được. Cũng giống như là mình nói có những người mà họ làm trong chính quyền đó, họ bị giống như là chống cộng, rồi họ bị là không có được cho đi về nữa. Nhưng mà khi mà họ ở trong một cái nhóm của một cái chính phủ nào đó, và nguyên cái nhóm đó đi về để làm một chuyện gì đó, thì có thể họ lại được cấp đi về theo cái nhóm đó. Thành ra khi mình ở trong một cái nhóm nào, mình mang những cái đặc tính, mình có những cái quyền lợi của nhóm đó. Và khi mình ở trong Chúa Giê-xu thì mình có được những cái đặc quyền của những người ở trong Chúa Giê-xu, là mình được bước vào thiên đàng vinh hiển. Mà mặc dù chính mình không phải là thánh khiết, nhưng Chúa Giê-xu là thánh khiết. Và mình ở trong Chúa Giê-xu thì mình sẽ được vào nơi thiên đàng vinh hiển. Thì ở đây ông mình thấy rằng thì tìm thấy ở trong Ngài là làm sao để mà mình được tìm thấy ở trong Ngài. Thì lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 50 viết rằng là: vì ai làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời thì người ấy là em trai ta, em gái ta và mẹ của ta vậy. Khi mà mình muốn được tìm thấy ở trong Chúa, mình phải là người nhà của Chúa. Mà mình muốn làm người nhà của Chúa thì mình phải tìm biết ý Chúa, và mình làm theo ý đó thì mình sẽ được là kể là anh chị em của Chúa, là người nhà của Chúa. Thì ở đây, mình thấy là Chúa muốn chúng ta tìm biết ý của Chúa và làm theo ý của Ngài. Cho dù là cái đó, điều đó rất là khó, mình có thể là mình phải đổi tánh mạng, mình cũng phải làm những điều đó. Thì ở đây không biết là quý bạn xem có ai biết bà Corrie Ten Boom là ai không ạ? Corrie Ten Boom là bà là một cái người bà là người Hà Lan. Bà khi mà chiến tranh thế giới thứ nhì đến á, thì gia đình của bà là một gia đình tin Chúa, và bà tin rằng á, là nếu mà ai mà giúp đỡ người Do Thái đó thì sẽ được ban phước của Chúa. Thành ra gia đình của bà là những cái người mà giấu những người Do Thái khỏi Đức Quốc xã để khỏi bị tuyệt chủng đó. Thì bà giấu được khoảng mấy năm, bà giấu rất là nhiều người Do Thái. Nhưng mà rồi cuối cùng bà bị phát hiện, thì nguyên gia đình của bà bị bắt vào trong trại của Đức Quốc xã và bị cho hơi ngạt chết hết. Nhưng mà bà với chị của bà là bà Betsy Ten Boom đó, hai người vào trong tù, hai bà lập điểm nhóm ở trong tù và thờ phượng ở trong tù. Thì trù tù của Đức Quốc xã mà họ dám làm như vậy, mà họ thờ phượng như vậy. Và khi mà đến lúc mà bà Betsy Ten Boom á, bà gần chết, bà bệnh, bà bị đói, bà bị đủ thứ, bà gần chết. Nhưng mà bà vẫn nói được một câu mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Bà viết rằng:
chúng ta phải kể cho mọi người những điều chúng ta học được tại nơi này. Chúng ta phải nói với họ rằng chẳng có cái vực thẳm nào quá sâu đến nỗi tình yêu của Ngài không sâu bằng. Họ sẽ lắng nghe chúng ta, Corey, bởi vì chúng ta đã ở đây. Thế tôi nhìn thấy giữa những sự bắt bớ, những sự chết chóc mà bà không sợ hãi, bà vẫn có thể nói được chẳng có cái vực thẳm nào sâu bằng mà tình yêu Chúa không tới được. Thấy rất là tuyệt vời. Và bà Corey Ten Boom này, bà sau này bà viết lại, bà nói rằng bà được thả ra bởi vì một cái sự lầm lẫn trong giấy tờ. Người ta lầm lẫn như thế nào đó mà bà thoát ra được, nhưng mà bởi vì một tuần sau tất cả những người đồng lao của bà bị đem vào hơi ngạt chết hết. Còn một mình bà còn sống, đến bây giờ bà mới viết lại hồi ký, bà kể lại. Thì mình biết rằng chẳng phải là sự tình cờ mà họ lộn xộn giấy tờ đâu. Mà rõ ràng là Chúa đã can thiệp để bà còn sống để bà kể lại cho chúng ta. Thì thành ra ông Paulo ông mới nói tiếp nữa là để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài và được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Ông nói ông không chỉ được muốn được biết Ngài mà ông bước được quyền năng phục sinh của Ngài nữa. Quyền năng phục sinh của Ngài chính là cái quyền năng mà làm thay đổi ông từ một cái người bắt bớ trở thành một cái người bị bắt bớ sẵn sàng chết vì Chúa. Chính quyền năng phục sinh của Chúa là cái quyền năng mà biến tôi từ một cái người chống Chúa trở thành một người đứng đây chia sẻ lời của Chúa. Quyền năng phục sinh của Chúa tuyệt vời của bạn chị em. Thành ra mình khi mà mình biết được quyền năng phục sinh của Chúa, con người của mình sẽ biến đổi. Có những người, nếu mà người nào nói rằng là tôi gặp Chúa mà tôi không thấy thay đổi gì hết, đó là nói xạo. Cũng giống như là có một cậu học trò, tôi đọc một cái chuyện, học trò ổng hay đi trễ lắm. Một ngày nọ anh vào, anh đi trễ vào trong trường, anh đi trễ thì ông thầy ổng gọi ra, ổng hỏi tại sao hôm nay đi trễ. Anh nói nãy con băng qua đường chiếc xe 18 bánh đụng con cái râm, con văng ra góc. Con phải nằm đó, con nghỉ chút xíu con mới đứng dậy vô trường được. Thì rõ ràng là ông thầy ổng nói là mày nói sao, xe 18 bánh đụng mà không chết sao mà con dậy đứng vô trường. Nó cũng giống như vậy đó ngoài anh em ơi. Người nào nói rằng ồ tôi được gặp Chúa mà sao đời sống thay đổi, anh nói dối và làm gì gặp Chúa mà đời sống thay đổi. Chúa còn mạnh hơn, cái lực của Chúa còn mạnh hơn chiếc xe 18 bánh nó đụng mà còn giữ nguyên là không, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Thành ra thời đó tôi chưa gặp Chúa đó, tôi chưa tin Chúa nữa, thì vợ tôi cũng dắt tôi đi một số cái nhóm. Và tôi nghe xuống, tôi nghe có một người kể đó, ồ cái anh chàng này đó, ảnh là tứ đổ tường này nha, ảnh ngoại tình, ảnh đủ thứ, có con rơi, ảnh đập vợ, ảnh làm tùm lum kể ra coi như là một trang luôn. Xong rồi ảnh kết luận câu là nhưng mà nhờ ảnh có Chúa, không có Chúa là còn tệ hơn nữa. Tôi ngồi tôi nghe lùng bùng lỗ tai, bởi vì tôi đâu có Chúa đâu. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, tôi nói tôi đâu có Chúa đâu mà sao tôi sống đâu có giống như anh này, sao anh sống bè bét dữ vậy. Thì đó, lúc đó tôi rất là giận và tôi ghim cái câu đó cho tới lúc tôi tin Chúa tôi mới hiểu. Tôi ghim mấy người tin lành này, có như là họ là lúc nào cũng cho mình là ngon hết. Sống bé bét vậy mà cũng cho mình là ngon. Nhưng mà lúc tôi tin Chúa thì tôi hiểu được ý họ muốn nói gì. Và tôi thông cảm hơn, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ nói những điều đó cả. Bởi vì khi mà một con người mà thật sự biết Chúa sẽ không bao giờ làm những cái điều đó. Đây tôi không nói rằng người nào tin Chúa Cơ Đốc nhân không bao giờ phạm tội, tôi không muốn nói điều đó. Mà Cơ Đốc nhân chúng ta là những người phạm tội nhưng đã được tha thứ. Và chúng ta biết điều đó. Cũng giống như là bây giờ mình đang làm vườn đi, mình đang đào đất, nó rất là dơ bộ đồ của mình. Nhưng mà bây giờ đến lúc mình phải đi gặp một cái người nào đó sang trọng, hay là mình đi đám cưới gì đó, là mình sẽ bỏ đất ở đó, mình đi mình thay một bộ đồ tắm rửa sạch sẽ không ạ? Và khi mình tắm rửa rồi sạch sẽ, mình sẽ không bao giờ mình mon men với bộ đồ sạch đó mà đi ra cái chỗ dơ đó. Mà nếu mà mình có phải đi bộ đi qua băng một cái đường ngày xưa Việt Nam hay có đường sình lầy đó, mình cũng sẽ rón rén, mình bận bộ đồ đẹp đẹp là mình rón rén mình đi, để thứ nhất là đồ dơ đừng dính lên bộ đồ và cũng đừng có té xuống. Và nếu mà mình có bị dính, mình cũng sẽ lấy nước chấm chấm chùi chùi cho nó sạch bộ đồ. Cơ Đốc nhân chúng ta cũng vậy. Khi mà ngày trước chúng ta sống còn trong tội lỗi đó, là chúng ta sẵn sàng ngập trong tất cả bùn dơ, chúng ta vẫn cứ ngập. Nhưng mà một khi mà Chúa đã cứu chúng ta tắm rửa sạch sẽ rồi đó, bận bộ đồ lên rồi,
chúng ta sẽ lúc nào cũng tránh xa những cái chỗ mà dơ giấy có bùn đó mà. Và nếu mà mình lỡ đi mà mình trực chân xuống, mình sẽ đứng dậy mình chùi cho nó sạch rồi mình bước qua cái chỗ khác mình đi. Chứ không bao giờ mình trực chân cái mình nằm xuống bùn, mình lại ô cái bùn này đã quá, mình bơi cho nó dơ hết bộ đồ. Thì đó không phải là một người thực sự gặp Chúa. Mình có thể ngã trong lúc mình đi theo Chúa, mình có thể bị sa ngã, bị phạm tội, nhưng mình biết là điều đó Chúa không đẹp lòng, và mình sẽ sẵn sàng mình ăn năn và mình quay trở lại và mình không đi vào đúng con đường đó nữa. Đó chính là cơ đốc nhân của chúng ta. Thì ở đây tóm lại là mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta. Còn một điểm nữa tôi chưa nói là quyền năng phục sinh này, ông nói rằng là ông muốn là được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Thì ở đây ông nói rằng tôi muốn hiệp thông với Chúa trong sự chết của Chúa nữa, để ông được sống lại. Thì chúng ta biết rằng Chúa chịu đau khổ và chết trong ngày thứ sáu thương khó. Ngày thứ bảy là một cái ngày mà các sứ đồ đều rất là hoang mang và tuyệt vọng. Và ngày Chủ nhật thì Chúa sống lại vinh quang. Đó là một cả một cái hành trình theo Chúa của chúng ta, nó qua từ ngày thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật. Chúng ta không thể lựa một ngày trong ba ngày đó giữ lại không. Mà đi theo cuộc đời của chúng ta sẽ có những lúc chúng ta chịu khổ nạn với Chúa. Những lúc chúng ta sẽ bị qua ngày thứ bảy rất là tuyệt vọng và không biết sắp tới tương lai sẽ như thế nào. Để rồi chúng ta có một ngày Chủ nhật phục sinh vinh quang cùng với Chúa sống lại. Có nhiều khi chúng ta, người ta nói là người Công giáo hay đứng lại ở ngày thứ sáu. Tức là lúc nào cũng đau khổ theo Chúa là đau khổ, và họ thấy Chúa cứ treo lên thập tự giá hoài thôi. Thành ra họ làm cái, người ta nói rằng người Công giáo đứng ở ngày thứ sáu. Người Tin Lành đứng ở ngày Chủ nhật. Lúc nào cũng là Chúa đắc thắng, đắc thắng, đắc thắng. Nhưng mà chịu khổ thì có nhiều người không muốn chịu khổ. Thành ra người ta nói tất cả đều nó chưa hoàn toàn đúng. Mà nó phải cả ba ngày, đó là cái bước hành trình theo Chúa của chúng ta. Chúng ta trải qua những, có những lúc sẽ rất là chịu khổ cho Chúa, rất là đau khổ. Sẽ có những lúc chúng ta không biết được Chúa ở đâu nữa, con không nghe Chúa, như ngày thứ bảy sứ đồ đó, tuyệt vọng. Rồi mới đến ngày Chủ nhật vinh quang. Đó là cả một hành trình theo Chúa mà chúng ta cần trải nghiệm hết tất cả những cung bậc đó, để chúng ta mới chiêm nghiệm được Chúa là như thế nào. Biết Chúa là biết cả trong cái sự đau khổ của Chúa lẫn trong sự đắc thắng của Ngài. Thì tóm lại là mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta là mình phải được biết Chúa và được tìm thấy ở trong Ngài. Để được biết Chúa thì chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta tương giao với Chúa, đọc lời của Ngài để ta hiểu được Chúa một cách mật thiết. Chúng ta không có đọc lời Chúa thì chúng ta không thể nào biết được Chúa một cách mật thiết cả. Thành ra mà nếu chúng ta không có tương giao với Chúa như vợ với chồng, mà thử tưởng tượng không bao giờ nói chuyện với nhau, về là ông một bên, bà một bên, không bao giờ nói chuyện, tôi chắc chắn là công chống thì chạy, gặp đó cũng bỏ nhau. Bởi vì mình không nói chuyện với nhau. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta không dành thời giờ tương giao với Chúa, lửa có mạnh đến mấy đi nữa, có cháy đến thế nào đi nữa, rồi nó cũng sẽ nguội và nó tắt. Rồi nó cũng sẽ trở thành những người gọi là hâm hẩm ở trong Chúa, hay là mình gọi là backslider. Tôi nhìn có những người ngày xưa rất là on fire, cháy cho Chúa. Nhưng mà bây giờ là họ không đi nhà thờ nữa, họ không còn nhóm họp lại nữa. Thì đó là những người mà có thể đâu đó trong cuộc đời của họ, họ đã đứt đi cái mối quan hệ với Chúa, không có còn cầu nguyện, không có còn đọc lời của Chúa để biết Chúa một cách mật thiết như là vợ với chồng nữa. Và cái điều thứ hai là mình be found in him, là được tìm thấy ở trong Ngài. Thì làm sao để mình được tìm thấy ở trong Ngài? Đó là mình phải tìm biết ý của Chúa và làm theo ý muốn của Ngài bằng mọi giá. Là mình tìm biết ý Chúa là trong lúc mình tương giao với Chúa. Nhưng mà khi mình biết ý Chúa là thế nào rồi, mình sẽ làm bằng mọi giá. Cho dù phải mất tính mạng giống như bà Corrie Ten Boom và Betsy Ten Boom. Và dĩ nhiên không phải là ai theo Chúa cũng phải bị chết cả. Mặc dù hết 11 môn đồ của Chúa đều chết rất là thảm thương. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn vào cuộc đời
ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta thấy thật là theo Chúa khổ quá, không có gì sướng hết, phải chết không mà đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhìn xa hơn vào cõi đời đời thì chúng ta thấy rằng cái phần thưởng của họ là lớn lắm trên thiên đàng, đúng không ạ? Thì đó là cái hy vọng của từng mỗi chúng ta, là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của mình, mặc dù trong cuộc đời này chúng ta có thể phải chịu khổ rất là nhiều. Cảm tạ Chúa, đó là cái và chia sẻ của tôi, và hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cảm nhận được và muốn tìm kiếm được tình yêu của Chúa qua sự tương giao của Ngài, và rồi cũng sẽ được biết được Ngài giống như ông Phaolô đã biết, để mình tìm thấy được mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta là gì. Cảm ơn Chúa. Tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa là Cha nhân từ của con. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Chúa đã cho chúng con có một cái sứ điệp để chúng con cùng chiêm nghiệm với nhau về mục đích tối thượng của cuộc đời chúng con là gì. Và ông Phaolô đã dạy chúng con là mục đích tối thượng của chúng con phải là được biết Chúa và được tìm thấy ở trong Ngài. Con xin Chúa hãy cho trong những ngày sắp tới, những anh chị em chúng con, những ai chưa có một cái thời gian tương giao với Chúa, đọc lời của Ngài, thì sẽ dành ra một cái thời gian để tìm kiếm Ngài. Và trong riêng tư đó, họ sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa là tuyệt vời như thế nào. Và cũng trong thời gian tương giao đó, họ sẽ biết được ý Chúa trên cuộc đời của họ là thế nào. Và xin Chúa hãy cho chúng con có một cái sự dũng cảm để chúng con làm tất cả những điều gì chúng con nhận được từ Chúa, cho dù chúng con phải chịu khổ vì Ngài, để rồi chúng con sẽ chiêm nghiệm được hiệp thông với Chúa cả trong sự chết của Ngài lẫn trong sự sống lại của Ngài. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa hãy ở cùng gìn giữ, để rồi từng mỗi chúng con luôn được nhắc nhớ, để chúng con bám rạch chặt lấy Chúa trong cuộc đời này và chúng con bước đi theo Ngài. Xin Chúa hãy ở cùng hướng dẫn cho chúng con trong mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa. Con xin hết lòng cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you.